Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những nội dung sau đây. Hệ lụy từ việc sử dụng rượu bia quá mức trong dịp Tết. Công an huyện Hậu Lộc đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Quý Mão. Sau đây là nội dung chuyên mục. Xin hỏi mức xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy được quy định như thế nào? Trả lời, mức phạt nồng độ cồn đối với người điều khiển ô tô, xe máy được quy định tại Nghị định 100/2019, sửa đổi tại Nghị định 123/2021, cụ thể như sau. Đối với xe máy, chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng, phạt bổ sung, tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. Vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 4 triệu đồng đến 5 triệu đồng, phạt bổ sung, tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng. Vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, phạt bổ sung, tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Đối với ô tô, chưa vượt quá 50mg trên 100ml máu hoặc chưa vượt quá 0,25mg trên 1 lít khí thở, phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng, phạt bổ sung, tước giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng. Vượt quá 50mg đến 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,25mg đến 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 16 triệu đồng đến 18 triệu đồng. Phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 16 tháng đến 18 tháng. Vượt quá 80mg trên 100ml máu hoặc vượt quá 0,4mg trên 1 lít khí thở. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng, phạt bổ sung tước giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng. Thưa quý vị và các bạn, rượu bia từ lâu đã được coi là đồ uống không thể thiếu mỗi khi Tết đến xuân về. Tuy nhiên, với nhiều người, việc sử dụng rượu bia quá mức có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, thậm chí có nhiều trường hợp mất kiểm soát dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, để lại nhiều hệ lụy cho bản thân, gia đình và xã hội. Đây là nạn nhân của vụ hành hung gây thương tích. Trong tình trạng sử dụng rượu bia quá nhiều, người gây án đã dùng hung khí gây trọng thương nạn nhân. Hậu quả là nạn nhân bị thương vào đầu, làm suy giảm trên 10% khả năng lao động. Người gây án bị xử phạt 7 năm tù giam. Theo thống kê của cơ quan chức năng, từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra hơn 100 vụ cố ý gây thương tích, trong đó gần một nửa vụ giết người và cố ý gây thương tích do những người đã uống rượu bia gây ra. Những hành vi ít nghiêm trọng hơn là gây rối trật tự công cộng, xe xưa càn quấy, bạo hành gia đình mỗi năm cũng xảy ra hàng trăm vụ. Việc sử dụng rượu bia quá đà trong những dịp lễ Tết được cảnh báo là không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng mà còn có nguy cơ gây ra những vụ việc gây mất an ninh trật tự. Qua quá trình mà chúng tôi trực Tết ấy, thì chúng tôi cũng thấy là có cái tình trạng tai nạn giao thông và cái tình trạng ngộ độc thức ăn cũng như là ngộ độc rượu đến nhập viện, thì cái tỷ lệ này thì vẫn cao hơn so với những ngày thường. Chúng ta sử dụng bia rượu cũng như là khi một cách hợp lý, và khi đã sử dụng bia rượu thì hạn chế tham gia giao thông. Tại bệnh viện đa khoa khu vực Hà Trung, hàng năm vào những ngày Tết, đa số các vụ cấp cứu là các vụ tai nạn giao thông, trong đó trên 50% vụ việc có liên quan đến việc sử dụng rượu bia. Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường các biện pháp tuyên truyền, nhắc nhở người dân không nên lạm dụng rượu bia dịp lễ Tết, lực lượng công an cũng tăng cường các biện pháp xử phạt người tham gia giao thông sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Nhưng tình trạng này vẫn gia tăng hơn gấp nhiều lần so với ngày thường. Vào các dịp nghỉ lễ Tết Nguyên đán này thì ở Bệnh viện Đa khoa chúng tôi thì luôn tiếp nhận rất nhiều các trường hợp tai nạn giao thông, những trường hợp đánh nhau do bia rượu, thì ở đây thì cũng thường xuyên xảy ra các vấn đề đó.
và chúng tôi cũng đã tập trung, đã có phương án chuẩn bị sẵn sàng về con người, thuốc, vật tư và sẵn sàng để phục vụ cho cái vấn đề tai nạn xảy ra. Nên là lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi đang tăng cường tất cả các cái giải pháp để xử lý các hành vi vi phạm, như chẳng hạn như sử dụng nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Đối với người tham gia giao thông cũng cần tham gia giao thông đảm bảo các quy tắc giao thông, đặc biệt là không sử dụng rượu bia, chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Để có một cái Tết an toàn, đầm ấm, người dân không nên lạm dụng rượu bia, đặc biệt không uống rượu bia trước khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông, tránh những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra. Thưa quý vị và các bạn, để đảm bảo cho nhân dân đón Tết an toàn lành mạnh, không xảy ra các vụ án trọng điểm, vụ việc phức tạp, lực lượng công an huyện Hậu Lộc đã tích cực thực hiện các biện pháp đảm bảo ổn định tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Triển khai kế hoạch tăng cường thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão của công an huyện Hậu Lộc, công an các xã thị trấn trên địa bàn huyện đã tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh về các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm, cảnh báo các hành vi vi phạm và các chế tài xử lý các hành vi vi phạm. Tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh, buôn bán, chủ lái xe ô tô, cam kết không mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo. Bên cạnh đó, công an các xã phát động quần chúng nhân dân khai báo, giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo trái phép, kịp thời phát hiện giải quyết các mâu thuẫn trong nhân dân, phòng ngừa phát sinh phức tạp về an ninh trật tự ngay từ địa bàn cơ sở. Năm nào ban quản lý cũng tuyên truyền và cho anh em lực lượng bảo vệ cho ban quản lý đi kiểm tra thường xuyên, đôn đốc bà con phòng chống cháy nổ trong dịp Tết Nguyên đán, đảm bảo các mặt trật tự an toàn trong dịp Tết. Cho ký cam kết đối với các hộ tàu thuyền cũng như các cái xe vận chuyển, đối với Minh Lộc còn có bến xe khách thì anh em công an xã Minh Lộc đã tiến hành cho các chủ hộ kinh doanh vận tải ký cam kết và tuyên truyền nhắc nhở không vận chuyển, mua bán, tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, và đến từng hộ dân, từng gia đình tuyên truyền ký cam kết theo các cái kế hoạch cao điểm của giám đốc quan tỉnh cũng như trưởng quan huyện Hậu Lộc. Thì công an xã Minh Lộc đã trên đường hoàn thành tốt được cái nhiệm vụ mà giám đốc công an tỉnh và trưởng quan huyện giao. Cùng với công tác tuyên truyền trong dịp Tết, công an huyện Hậu Lộc đã tích cực phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng như quân sự, đồn biên phòng Đa Lộc, lực lượng quản lý thị trường để kiểm tra giám sát các tuyến địa bàn trọng điểm, bến xe khách, chợ, trung tâm thương mại và các phương tiện giao thông trên các tuyến đường bộ, đường thủy để kịp thời phát hiện, bắt giữ và xử lý các trường hợp vi phạm. Để ổn định tình hình an ninh trật tự dịp Tết, công an thị trấn Hậu Lộc đã tích cực đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng, băng nhóm, đường dây sản xuất, mua bán, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí và liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo. Phối hợp với Viện Kiểm sát và Tòa án Nhân dân khẩn trương điều tra làm rõ, đưa ra truy tố xét xử nghiêm minh các đối tượng có hành vi phạm tội. Đối với các vụ việc vi phạm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, công an huyện xử lý hành chính để giáo dục răn đe. Thường xuyên tổ chức tuần tra, ký tuần tra và xử lý đối với các cái trường hợp có cái dấu hiệu cũng như là có cái hành vi vi phạm. Trong cái đợt cao điểm vừa qua, tính đến nay thì lực lượng công an thị trấn cũng đã tiến hành bắt giữ được một trường hợp nổ pháo trái phép, thu giữ 5 xác pháo và hoàn thiện hồ sơ chuyển lên trên cơ quan công an huyện thụ lý và xử lý theo quy định. Cùng với đó, công an huyện Hậu Lộc thực hiện quyết liệt công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên địa bàn huyện, thực hiện các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, đảm bảo cho nhân dân đón Tết trong bình an, vui tươi, đầm ấm. Chuyên mục hộp thư truyền hình hôm nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.